Ô Tăng nhi cùng phương hành mới làm một chuyện to gan lớn mật trong lòng có chút lo sợ do dự có nên dẫn phương hành đến gặp tộc trưởng hay không nhưng nhất thời lại không biết nên nói thế nào thế là trước tiên băng hắn vào phòng của nàng còn phương hành lại vô cùng quỷ quái trên đường đi chỉ nghĩ không biết bảo khố phủ Tăng sơn ở đâu cho nên không thèm để ý đến chuyện có bái kiến tộc trưởng kim ô tộc hay không mặc cho tang nhi dẫn hắn bay đằng trước đến cung điện cũ trên sườn núi phía tây phủ tăng sơn đó là khoai phòng của ô tăng nhi có hai nữ tử là chuột tinh mi thanh mục tú hầu hạ ô tang nhi bảo các nàng pha trà sau đó thảo luận tìm phương pháp giải cứu đại kim ô cầu xin tiên cơ tỷ tỷ hỗ trợ là việc không có khả năng việc cấp bách hiện giờ là phải tìm ra cách khác để cứu được biểu huynh ta chỉ có hai phương pháp sau một là nghĩ cách chứng minh biểu ca bị người ta hại ta cảm thấy mấy tên ngày mở tiệc chiêu đãi kia dường như biết gì đó nhất định có liên quan đến xích hạt yêu vương phải nghĩ biện pháp bắt lấy bọn họ như vậy sẽ có cơ hội lấy được lời khai chứng minh biểu ca trong sạch. Thứ hai, thông qua một số người có liên quan để hòa giải, chỉ cần có thể mời, không, chỉ cần mấy vị đại nhân vật có sức ảnh hưởng tại yêu đình lên tiếng, vẫn có hy vọng biểu ca được thả ra khỏi thâm uyên đại ngục. Có điều nghĩ lại, ngươi là nhân tu làm sao biết được đại nhân vật nào ở yêu đình, cho nên chúng ta chỉ có cách thứ nhất, ngươi chuẩn bị bắt đầu tra từ người nào, có định ra kế hoạch gì không? Tự nàng nói cả nửa ngày, nhìn dáng vẻ không yên lòng của phương hành thì thờ phi phò đá hắn nghĩ cái gì đó nghĩ bảo khố của các ngươi để ở đâu phương hành thuận miệng trả lời bỗng nhiên ý thức được điều gì tức giận nói ngươi dám đá ta ô tăng nhi cũng trừng mắt ngươi dám để mắt đến bảo khố phủ tăng sơn chúng ta sao à chỉ đùa một chút thôi ta chỉ muốn tham quan thôi mà lúc này phương hành mới ý thức được mình lỡ miệng cười hắc hắc phủi mông đứng lên có gì ăn không? Ô Tàng Nhi thật sự bó tay, nói biểu ca đáng thương của ta còn trong Hắc uyên Đại Ngục chịu khổ kìa, vậy mà ngươi còn có tinh thần ăn uống, Phương Hành không ăn no làm sao nghĩ ra cách cứu hắn? Trên đạo đài ta chưa được ăn no, con mẹ nó toàn trái cây, Ô Tàng Nhi không có lời gì để nói, liền sai chùa tinh qua nhà bếp trộm một con dê. Đối với hai chùa tinh việc này khá quen thuộc, không bao lâu sau liền khiêng nửa con dê đến chỉ có điều vẫn còn sống máu me đầm đìa phương hành chẳng thèm đụng tới lại bảo tàng nhi thổi ra bản mệnh chân viêm đốt lửa trong khuê cát nướng thịt đến khi chín cắt ăn được ta nói này một thân tu vi của kim lục tử ở yêu tộc của các ngươi cũng xem như không yếu kim ô tộc các ngươi lại bỏ mặc hắn bị giam sao vừa ăn phương hành vừa hỏi chẳng biết lúc nào tàng nhi cũng đã ngồi xuống vừa ăn thịt nướng vừa thở dài nói với thực lực cùng tuổi tác bây giờ của biểu ca có thể xem như tài năng xuất chúng. Trong tộc nhiều trưởng lão đều hy vọng hắn sẽ quật khởi kim ô tộc, nhưng huynh ấy bị người ta bắt được, trực tiếp tống vào trong hắc uyên đại ngục, ai có thể cứu hắn chứ? Chúng ta là kim ô nhất mạch, cũng có yêu tiên lệnh năm đó kim tiên ô tổ lưu lại, có thể đưa ra yêu cầu với yêu đình, nhưng có người nói yêu tiên là căn cơ của kim ô tộc chúng ta, không thể tùy tiện sử dụng, huống hồ. Bộ tộc kim ô đã xuống dốc, lần này đại ca đắc tội với xích hạt chân nhân cùng hắc mộc lĩnh, cho dù có lấy yêu tiên lệnh cũng chưa chắc bọn họ nề mặt. Đời là vậy, Phượng Hoàng gãy cánh còn không bằng gà, lão tổ các người chết quá lâu rồi, ai còn để ý đến hắn. Phương Hành gật đầu lên tiếng, miệng nhai miếng thịt lại nói. Thập đại trưởng lão có thể cứu hắn sao? Ô ta nghi gật đầu nói. Đúng thế, yêu đình thập đại trưởng lão chính là những người được cộng đồng các bộ yêu tộc đề cử ra nhằm xử lý chuyện đại sự trong yêu tộc, mỗi vị đều đức cao vọng trọng, rất được sùng kính. Lúc trước biểu ca ta bị nhốt vào trong hắc uyên đại ngục, nghe nói cũng vì hắc mộc linh có quan hệ khá thân với một vị trưởng lão nào đó, nhưng dù sao chuyện của biểu ca ta chưa xem xét chính thức. Nói cách khác, nếu có trưởng lão khác lên tiếng, đương nhiên có thể thả biểu ca ta ra, điều kiện tiên quyết là trưởng lão kia phải thực tâm hỗ trợ, đồng thời phải tìm một lý do thích hợp, nếu không kẻ dưới không phục tùng, sẽ trở thành người đối đầu với hắc mộc lĩnh. Ừ, thập đại trưởng lão có lai lịch thế nào? thập đại trưởng lão có xuất thân khác nhau nhưng không phải là đại năng yêu tộc ta tu vi đều là kim đan đỉnh tuổi tác cũng khoảng hơn 600. theo ta được biết có một người xuất thân từ thanh khâu sơn có một người được thanh khâu sơn nâng đỡ lên còn có một người xuất thân từ thanh nhai sơn đại bằng tộc nhất mạch còn có hai người quật khởi từ tiểu tộc nhỏ nhưng tu vi khá mạnh chiến tích chiến tích rất khốc liệt ngoài ra còn có một người thuộc sư tộc một người thuộc viên tộc một người thuộc lý tộc một người là thủ tộc người thứ mười là nhân tộc có điều ba ngàn năm trước đã kết giao khá tốt với yêu tộc, kỳ tộc này phát triển gắn kết cùng yêu tộc. Hắn chính là người nhốt biểu huynh ta vào hắc huyên đại ngục, nghe người ta nói, quan hệ giữa hắn cùng hắc mộc lĩnh vô cùng thân thiết. Ha ha, khá khen cho tên phản bội. Phương Hành cười hì hì, cũng không thèm để ý đến, tự mình tính kế, đang trao đổi, chợt nghe bên ngoài điện có có tiếng truyền đến. Tăng Nhi muội muội đã về rồi sao? Ô Tăng Nhi nghe tiếng nói này nhất thời kinh hãi, nhảy dựng lên như ngồi phải lửa, kéo Phương Hành nhét vào phía dưới giường. Phương Hành giận dữ, hất tung tay nàng ta, nắm vào thanh giường kêu lên. Người muốn làm gì? Ô tàng Nhi thật sự muốn khóc, tiếng hét của tên Phương Hành này đã khiến cho nàng muốn giấu cũng không giấu được. Quả nhiên, người bên ngoài lập tức kêu lên. Tại sao có tiếng nam nhân bên trong? Giọng nói vừa dứt, một quả cầu màu đỏ đột nhập vào điện, hóa thành một thanh niên gầy gò, dung mạo xấu xí, chân thấp chân cao đi về phía trước. Xem ra người này bị thọt, vừa vào trong điện, y đã nhìn thấy Phương Hành ngồi gần dĩa thịt nướng bên đống lửa, ánh mắt ngoan độc nhìn Phương Hành quát. "Dã hắn từ từ lâu tới, sao dám được nhập vào khuê phòng tang nhi muội muội của ta." Vừa quát lên, tay phải gầy gò đưa về phía trước muốn chụp lấy Phương Hành để đẩy hắn ra xa, chỉ có điều có dẫn lực thuật phát huy, ngoại trừ ngọn lửa phía trước người Phương Hành lắc lư một chút thì cũng không có gì biến hóa. Phương Hành nghiêng người lấp nhìn hắn ta một chút, thầm nghĩ: ngươi chỉ là một chút cơ cũng muốn ra tay tóm lấy ta sao nằm mưa đi thanh niên kia cũng lấy làm kinh hãi lảo đảo lui về sau mấy bước chuẩn bị tư thế chạy trốn sau đó hét lớn ngươi là ai phương hành không thèm để ý tới gã cố nhẫn nhịn không đánh gã ta vì nơi này thuộc kim ô tộc địch ta khó phân biệt lúc này ô ta nghi vội từ trên rừng nhảy dựng lên nhanh chóng ngăn giữa hai nam nhân nàng vội kêu lên đừng động thủ đừng động thủ hắn được muội mời tới, bằng hữu nhân tộc của Kim Lục Biểu Ca, lần này đến là để trao đổi tìm cách để cứu Kim Lục Biểu Ca. Nhất Điền, huynh đừng thấy dáng vẻ hắn không được tốt lắm, thực chất tu vi của hắn đã là kim đan, huynh động vào hắn chỉ bị thiệt thòi thôi. Phương Hành nghe nàng ta nói vô cùng bất mãn, hắn chừng mắt nhìn Ô Tăng Nhi, thật muốn bóp cổ để nàng ta giải thích xem cái gì gọi là dáng vẻ không được tốt lắm, dáng vẻ của hắn không phải rất tuấn mỹ vô song sao, sao lại dám so hắn với con ma xấu xí này bạn của Kim Lân Hoa sao? Nghe thấy vậy nam nhân xấu xí tên nhất điển kia kinh hãi nhìn lướt qua, trong lòng hiểu rõ bản thân không phải là đối thủ của Phương Hành, Trần khập khẽnh chậm rãi lui về phía sau mấy bước, đột nhiên bay ngược ra, rời khỏi cung điện, sau đó hóa thành một con quạ gầy gò xấu xí, bay lên không trung hô to. Nhân tộc Có thích khách nhân tộc tiến vào tộc địa Á, giọng nói hắn khàn khàn, rất khó nghe, nhưng dùng sức lập tức chuyển vang khắp tộc địa, sao huynh ấy luôn như thế chứ ô ta nhi tức giận rậm chân muốn bay ra ngoài ngăn cản nhưng lại bị phương hành kéo lại cười hỏi thì ra tên con quạ kia là kim lân hoa ha ha khó trách hắn nhất định không chịu nói tên thật cho ta biết hỏi thế nào cũng nói là kim lục tử thì ra đường đường là đại kim ô mà lấy tên như con gái ha ha ô ta nhi dở khóc dở cười rậm chân nói việc trước mắt quan trọng như vậy mà ngươi còn quan tâm đến chuyện này Người vừa rồi là biểu ca ta, con trai độc nhất của tộc trưởng Tam Thúc, luôn có thói quen đâm thọt, ta phải nhanh đến giải thích với tộc trưởng mới được. Cứ để mặc hắn đi. Phương Hành xem thường nói, trong lòng hắn đã có tính toán, cũng không để bộ tộc Kim Ô này vào mắt, yêu tộc cùng nhân tộc có ân oán cực sâu, ngẫm lại chính hắn có ân với Thanh Khâu Sơn nhưng người ta vẫn không chút khách khí phản bội hắn. Bộ tộc Kim Ô cũng không nhớ đến hắn cùng đại Kim Ô có ân tình, dù sao đại kim ô đã bị nhốt vào trong nhà tù mà bọn họ còn thấy chết không cứu huống chi một người ngoại tộc như hắn nói cho cùng muốn có quan hệ vững chắc vẫn phải xem đến lợi ích trong lòng hắn đã nghĩ thông suốt vấn đề đối với phản ứng của bộ tộc kim ô này cũng không cần để ý đến tùy cơ hành động thôi nghĩ như vậy hắn vẫn ngồi đó ăn thịt nướng còn ô tang nhi lại vội vàng bay ra ngoài qua thời gian uống cạn một chung trà tiếng người dần dần náo nhiệt ồn ào không chịu nổi bất chợt có bốn vị yêu tu khí tức kim đan từ trên trời giáng xuống, trong đó có một người trẻ tuổi, ba người còn lại đều già hơn. xem ra thọ nguyên còn lại không nhiều, mà tu vi trên người cũng không thâm hậu, chỉ là kim đan trung kỳ. ở bên trong các ngài đi xem mà xem, người này là tu sĩ nhân tộc, lại đều tăng nhi mỗi muội trực tiếp mang vào tục địa chúng ta, như vậy không phải là vi phạm vào tổ huấn sao? thật sự rất quá phận, phụ thân, các vị trưởng lão, mau bắt hắn đi con quạ chọc lông xấu xí kia bay trên không trung, là oai, oái. Tộc trưởng, xương trưởng lão, ô trưởng lão, vũ trưởng lão, nham trưởng lão, giọng nói của ô nhất điển vừa dứt, ô ta nhi lo lắng thốt lên. Các ngài đừng nghe nhất điển nói lung tung, người bên trong thật ra là bằng hữu của lục biểu huynh, vì biết lục biểu huynh gặp chuyện nên không ngại hiểm nguy đến đây tìm cách cứu viện. Hắn không phải vụng trộm tiến vào, đã gặp căn bá bá rồi, có điều cháu chưa biết nên giải thích thế nào cho tộc trưởng chuyện này, cộng thêm trời đã tối, cháu mới không dẫn hắn đến, sợ quấy rầy tộc trưởng nghỉ ngơi, ô nhất điển nói lớn. Hừ, Kim Lân Hoa có bạn là nhân tộc sao? Cuồng công cho mỗi nói thay, Kim Lân Hoa này ở nhân tộc chưa tới 10 năm nhưng lại học được một thân tà pháp trở về, không phải vậy sao thực lực của hắn có thể vượt qua ta được chứ? Hắn lại làm bạn với nhân tộc càng không phải là đồ tốt gì, nói không chừng sẽ mang đến đại họa cho phủ tăng sơn chúng ta cũng nên phụ thân, ba vị trưởng lão, nhanh chóng đập chết tên kia đi rồi nói chuyện sau. Phương Hành ngồi bất động trong khuê phòng của ô Tang Nhi, cẩn thận nướng thịt, động tĩnh bên ngoài đều nghe không sót gì, lại phát hiện lúc tên ô nhất điển kiến nhắc đến kim lục tử, trong lời nói tỏ rõ sự ghen ghét. Phương Hành cũng biết ô nhất điển là người có thiên tư cao nhất trong thế hệ mấy người kim lục tử, chỉ tiếc lúc tu hành lại nôn nóng gấp gáp, kết quả đả thương căn nguyên, không chỉ khiến tu luyện chậm lại mà thân thể cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Hiện tại tu vi của gã kẹt ở trúc cơ trung cảnh đã 3 năm, không có chút tiến bộ, ngay cả nha đầu lông vàng ô tăng nhi này năm ngoái cũng đã tiến vào trúc cơ tầng 6 rồi, vượt qua cả gã. Thời điểm đại kim ô trở về tộc địa, ô nhất điển nhìn thấy biểu đệ rời khỏi tộc nhiều năm vẫn chưa hóa nhân tướng nên không để gã vào mắt, dùng ngô thực khiêu khích, kết quả không ngờ thực lực đại kim ô có thể so với kim đan, một cánh quạt qua có thể cuốn lên kình phong khiến ô nhất điển bay ra hơn 10 dặm. Cả thân thể đều móc trên vách đá, không thể xuống được, trong trận chiến đó đại kim ô khiến toàn bộ già trẻ trai gái phủ tăng sơn chấn kinh trở thành hậu bối đáng chú ý nhất hai người các ngươi đều im lặng cho ta một tiếng nói uy nghiêm vang lên cùng lúc có một bóng người đắp xuống phía trước cung điện cất bước đi vào phương hành không ngẩng đầu lên cực kiếm hắc sắc đã xuất ra đặt ngay bên cạnh bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm đánh qua còn nói cảnh giới cái gì chứ hiện tại phủ tăng sơn đã xuống dốc người có thể khiến hắn bị uy hiếp cũng không nhiều sau khi Lục Nhi trở về từng nhiều lần đề cập hắn có một vị hảo hữu của nhân tộc, rất tán thưởng người này. Nó nói, sau này dù nó có gặp chuyện gì, nếu ta bó tay không giúp được thì sai người nhắn lại cho vị hảo hữu nhân tộc của nó, nhất định sẽ có hy vọng, chỉ cần nó không chết, một năm hoặc ba năm, khi vị hảo hữu kia đến yêu địa tìm nó chính là lúc nó có thể thoát được. Người đến nhẹ nhàng lên tiếng, đi đến trước mặt phương hành, ngồi xếp bằng. Người hảo hữu này chính là đạo hữu sao? Phương Hành nghe trong lời nói của ông ta không có định ý, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, thấy trước mặt hắn là một nam tử gầy gò, mặt trắng không dâu, trên người mặc bộ áo bào xanh, tu vi kim đan hậu kỳ, chắc hẳn là tộc trưởng ô cổ một của kim ô tộc mà ô Tăng Nhi đã nói, cũng chính là tam thúc của. Đại kim ô, hoặc họ ô hoặc họ kim, từ trong trên có thể đoán được người này là người của ô tộc. Ha ha, con quả chết tiệt này ở nhân tộc đúng là không có bằng hữu nào khác, chỉ có mình ta, Phương Hành cười ha ha một tiếng, thấy tộc trưởng khách khí, hắn liền buông thịt nướng ra, chắp tay chào hỏi. Đạo hữu không sợ gian nguy chạy đến yêu địa cứu tộc nhân Kim Ô, trong lòng ô cổ mộc ta vô cùng cảm kích, hai, Tăng Nhi suy nghĩ nhiều quá, nó lo lắng ta sinh lòng ghen ghét, không chịu đi cứu Lục Nhi nên mới không yên lòng đưa người đến gặp ta. Ô cổ mộc ta thẹn vì làm tộc trưởng bộ tộc Kim Ô nhưng lại khiến cho người trong tộc hoài nghi sự công bằng của mình, ta thật hổ thẹn, khiến đạo hữu chê cười rồi, ô cổ mộc lần nữa nói ra những lời này với thái độ thẳng thắn vô tư khiến cho phương hành hơi ngẩn ra nói vậy ngài dự định cứu kim lục từ sao sau khi ngẩn ra phương hành liền trực tiếp hỏi hắn không phải là người dễ bị lừa dù ô cổ mộc có nói dễ nghe thế nào nếu không chịu cứu người thì cũng chính là nói nhảm ô cổ mộc nghe vậy chỉ biết cười khổ lục nhi là người có thiên phú tốt nhất của bộ tộc kim ô là hy vọng để bộ tộc kim ô chúng ta quật khởi ta không cứu nó không phải sẽ biến thành trò cười sao nói thật ra tộc chúng ta có một cái ưu tiên lệnh có thể đưa ra điều kiện với yêu đình lúc đầu ta cũng định dùng ưu tiên lệnh cứu nó nhưng chỉ tiếc phủ tăng nhất mạch đã quá xuống dốc ưu tiên lệnh này được bao nhiêu người tán thành mang ra sử dụng không ai nói chắc được để tránh chuyện ngoài ý muốn ta phải tìm cách khác ta có ý định lấy ra ba viên tiên tinh tặng cho một trong yêu đình thập đại trường lão là khô nhan chân nhân nhờ bà ấy nói tốt cho nó nhưng phải chắc đến chín phần cứu được người ra mới tốt. Ba viên tiên linh Phương Hành nghe xong hai mắt đều sáng lên, suýt nữa thất lên, ngài giao tiên linh cho ta, ta cứu người cho. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài cửa đột ngột xuất hiện khá đông người, trong đó có tam đại trưởng lão cùng hai người ô tang nhi, ô nhất điền đều hạ xuống, nhìn thấy tộc trưởng đang nói chuyện với Phương Hành cũng không tiện đến quấy giày, chỉ đứng bên ngoài cửa. Thời gian trôi qua khá lâu, ba vị trưởng lão cùng đến cũng vội vàng tiến lên, trong tay cầm theo ngọc sản sắc mặt cổ quái đưa cho ô cổ mộc ô cổ mộc nhận lấy rót thần niệm vào xem qua nhất thời hơi run lên cười khổ nhìn phương hành nói đạo hữu vừa rồi thanh khâu sơn nhất mạch truyền mật tín tới nói ở thiên phong uyển có một tên trộm lấy đi bí bảo của hồ tiên cơ gây náo loạn thiên phong uyển sau đó lại bắt cóc tiểu bối ô tăng nhi của tộc chúng ta đã trốn thoát dưới mạng lưới bao vây trùng điệp hiện tại đang bị thanh khâu sơn truy bắt nói đến đây nhìn Phương Hành với ánh mắt kinh dị, muốn nói lại thôi, Phương Hành cười ha ha, chỉ mũi mình nói. Không sai, chính là ta, những lời này nhất thời khiến ô cổ một không biết nói thế nào, mấy vị trưởng lão khác cũng tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Ha ha, phụ thân xem đi, tên này là họa tinh đấy, hắn dám gây chuyện ở thiên phong uyển, đây chẳng phải là tìm đường chết sao, phụ thân mau bắt giữ hắn, giao cho thanh khâu sơn xử lý, nói không chừng còn có thể kéo gần mối quan hệ công chúa hồ tộc kia là người đẹp nhất yêu tộc nàng ta thường xuyên tổ chức yến hội nhưng chưa lần nào mời con nếu ra tên này cho nàng nói không chừng yến hội lần sau sẽ mời con tham dự đến lúc đó có thể nhân cơ hội kết bạn với nhiều đại nhân vật hơn Tai ô nhất điển thính thật sau khi nghe được thì hai mắt tỏa sáng kêu lớn im ngay ô cổ mộc nhớ mày khiển trách một câu vô cùng tức giận làm cho ô nhất điển run lên không dám nói thêm lời nào đạo hữu chê cười rồi ô cổ mục nhìn phương hành lúng túng chắp tay không có việc gì không có việc gì phương hành đồng tình nhìn ông ta thầm nghĩ sinh một đứa con trai thế này thật khiến cho người ta đau đầu ô cổ mục nhíu mày suy nghĩ do so dự một chút khẽ nói đạo hữu là bạn của lục nhi chính là khách của phủ tăng sơn ta phủ tăng sơn sẽ không làm lại chuyện bán bạn cầu vinh thêm vào đó người mạo phạm lợi ích của thanh khâu sơn không phải lợi ích yêu tộc trước khi mọi chuyện rõ ràng ta để ngươi ở lại phù tăng sơn cũng không xem là lỗi gì nặng phương hành nghe xong thì hai mắt sáng lên thầm nghĩ tộc trưởng kim ô tộc khi nói lời này thật quá hay trưởng lão đưa ngọc giản tới bỗng nhiên nói tộc trưởng hãy nghe lão hủ nói một lời bây giờ thanh khâu sơn đã huy động nhân mã khá lớn nhất định muốn bắt bằng hữu này cho bằng được với sức mạnh của phù tăng sơn chúng ta chỉ sợ khó mà bảo vệ vị đạo hữu này trước thanh khâu sơn tộc trưởng kim ô tộc lạnh giọng cười một tiếng vô phòng phong tỏa tin tức vị đạo hữu này đến phủ tăng sơn chỉ nói chưa bao giờ nhìn thấy dù thanh khâu sơn có mạnh mẽ hơn nữa cũng chỉ giống phủ tăng sơn là một trong cội yêu bát mạch mà thôi chẳng lẽ bọn họ dám không để ý đến ánh mắt của thiên hạ xông vào phủ tăng sơn chúng ta lục soát tìm người hay sao cổ tiên lệnh vẫn còn ở nơi này của chúng ta đó vị trưởng lão kia nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý không nhiều lời phương hành thở dài một hơi cười nói tộc trưởng tiền bối đã nói như vậy tiểu chất rất đa tạng ngài, ngài cũng không cần quá lo lắng, thanh khâu sơn chỉ muốn đến bắt mình ta thôi, còn ta đến nơi này cũng chỉ muốn cứ kim lục tử. Như vậy đi, chúng ta thương lượng phương pháp cứu hắn ta cụ thể một chút, chờ đến khi kim lục tử trốn thoát, mục đích của ta cũng đạt được, chỉ cần thấy mặt hắn, ta sẽ rời khỏi yêu tộc, thanh khâu sơn có bản lĩnh thì cứ để bọn họ đến lạc Nhiệt đại bạc mà bắt người. Ô cổ mộc nhẹ gật đầu, liền mời phương hành đến đại điện kim ô nhất mạch ngồi nói chuyện. Dù sao ở khuê phòng ô tang nhi đãi khách thì có vẻ kim ô nhất mạch không biết lễ nghĩa, phương hành vui vẻ đồng ý, cùng nhau rời đi. Hắn nhìn thấy ở đại điện bày sẵn bàn tiệc, liền cùng tộc trưởng và hai vị trưởng lão ngồi vào đó, ô tang nhi thì không có tư cách ngồi cùng, chỉ trốn sao rèm nghe trộm bọn họ nói chuyện mà thôi. Tộc trưởng nói muốn mua chuộc một vị yêu đình trưởng lão, vừa dùng yêu tiên lệnh cứu kim lục tử, đã an bài thế nào rồi, uống xong vài chén rượu, phương hành lên tiếng hỏi, ô cổ mộc đã phái sứ giả qua bài kiến khô nhan trưởng lão, còn chưa nhận được câu trả lời chắc chắn nhưng cũng không có vấn đề gì, ba viên tiên tinh kia cũng xem như thành ý rất lớn của kim ô tộc chúng ta rồi, ta không tin bà ấy không động lòng, phương hành như suy nghĩ điều gì, nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lại nói. Có nắm chắc nhiều không? Ô cổ mộc. Có tác dụng uy hiếp của yêu tiên lệnh, lại được một vị trưởng lão nói tốt cho hắn, hai điểm này cũng nắm chắc khá lớn, chí ít cũng nắm được bảy phần có thể cứu được lục nhi. Chỉ hy vọng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Phương Hành gật đầu nói. Nếu lại có thêm một vị trưởng lão nói tốt cho thì sao? Ô cổ mộc ngẩn ra, hiển nhiên chuyện này có chút không ngờ, đột nhiên bên ngoài điện ồn ào huyên náo, kinh hoàng vô cùng, lại có một người chấn thủ ngoài núi lảo đảo lao vào, hét lớn. Tộc trường, không xong rồi, có người đánh tới cửa, nói muốn phủ tăng sơn chúng ta lập tức giao tên trộm trí bảo thanh khâu sơn là gian tế nhân tộc ra, nếu không sẽ tấn công núi chúng ta ô cổ mộc vô cùng giận dữ vỗ bản ngọc hồ tiên cơ có gan lớn vậy sao dám tấn công phủ tăng sân chúng ta tiểu yêu này lắp bắp nói không phải hồ tiên tử là là tiểu bằng vương của cô nhận sơn à nghe nói là cô giao núi tiểu bằng vương đánh đến tận cửa đến rồi ô cổ mộc cùng yến lúc hai vị trưởng lão nhất thời quá sợ hãi chính là trốn ở rèm đằng sau nghe lén ô tang nhi đều là kinh hô một tiếng sau đó bịt miệng lại ba cái này một mảnh phản ứng cũng làm cho phương hành có chút khó hiểu nghĩ thầm cái này tiểu bằng vương vớt cuộc là ai vậy mà bảo cả thanh khâu sơn còn không sợ kim ô tộc tộc trưởng cùng trưởng lão dọa thành bộ sáng như vậy nhanh chóng dẫn ta đi ô cổ mộc vội vàng hướng phương hành bảo hắn lúc này an tọa liền sắc mặt trang nghiêm cùng hai vị trưởng lão đi ra ngoài phương hành mình ngồi ở trống rỗng trên ghế ngược lại là có chút im lặng liền cũng đứng dậy đem kéo ô ta nhi đi ra cùng nàng cùng một chỗ cưỡi mây bay, suyết tại. Sau lưng bọn người cổ một hướng ra phía ngoài bay đi, đồng thời hỏi cái này tiểu bằng vương đến tột cùng là người nào, hẳn là do thanh khâu sơn hồ tiên cơ còn muốn lợi hại hơn hay sao, lại chỉ nghe ô tăng nhi nói. Hắn không có lợi hại bằng tiên cơ tỉ tỉ, nhưng là khó chơi. Không bao lâu đi tới phủ tăng sơn ngoài núi biên giới, phương hành không có trực tiếp lộ diện, mà là cùng ô tăng nhi cùng một chỗ, ẩn tại vân khí đằng sau, hướng về ngoài núi nhìn lại, liền thấy không trung bất ngờ hoành liệt lấy một đội không thua trăm người yêu binh, đều là trúc cơ đỉnh phong, một thân sát khí, sàn trận nhìn. Chăm chú nhìn về phía phủ tang sơn, mà ở trước trận, tác thì đứng thẳng một thiếu niên áo bào màu vàng. Cái này thiếu niên áo bào màu vàng, chắc hẳn chính là tiểu bằng vương, thoạt nhìn tuổi cũng không phải lớn, dung mạo còn có chút non nớt, nhưng hết lần này tới lần khác đầy cuồng ngạo chi khí, mắt lộ ra hung quang, xem tu vi của hắn, vậy mà chỉ có chút cơ hậu kỳ, bất quá ở bên cạnh hắn, lại khoanh tay đứng thẳng hai. Vị lão giả áo bào đen, mặc dù có sương mù che lấp, thực sự mờ mờ ảo ảo có kim đan khí tức hiển lộ. Lúc này, ô cổ mộc chính mặt mũi tràn đầy cười khổ hướng hắn chắp tay. Không biết tiểu bằng vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Đường đường kim ô tộc trưởng hướng một người trúc cơ tiểu bối khách sáo như thế, liền đã làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, càng làm cho người khiếp sợ chính là cái kia tiểu bằng vương vậy mà toàn bộ không đưa hắn để vào mắt, quét lạnh nói. Thứ tội cái chó, bản tiểu tổ cũng không phải là đến các ngươi phủ tang sơn cái này phá địa phương làm khách, minh bạch nói cùng ngươi nghe, ta là tới bắt trộm cướp hổ tỷ tỷ tiên tinh nhân tộc gian tế, nhanh lên giao ra đây, ô cổ mộc hơi có vẻ xấu hổ, cùng cười nói. Tiểu bằng vương nói đùa, cái kia cái gì nhân tộc gian tế? Lão phu không rõ, tiểu bằng vương ánh mắt lẫm liệt, liền hình như có hai thanh dao găm đâm ra, khí thế hung ác bốn phía mà nói. Ô cổ mộc, ngươi dám tại bản tiểu tổ trước mặt trợn mắt nói lời biện đạt. Cái này nhân tộc gian tế cùng các ngươi kim ô tộc ô tang nghi cùng một chỗ, tất nhiên là ngươi sai khiến, ngươi còn dám phủ nhận, ta đếm ba tiếng, hạn ngươi lập tức tướng người nọ giao ra đây, không phải liền đừng trách ta đánh lên các ngươi phủ tang sơn. Lời vừa nói ra, kim ô nhất tộc cao thấp yêu binh yêu tướng, nhất thời sắc mặt đại biến, ẩn có run rẩy thanh sắc. Con mẹ nó, cái này tiểu vương bắt đàn thật hung, thật nhìn bộ dạng này là muốn ăn đòn. Ẩn tại sau mây vương hành cũng nhịn không được nữa, cảm giác ngứa tay lợi hại, nghĩ đánh cái kia con rồi cháu trai, ô tang nghi cũng vẻ mặt đưa đám nói. Hắn là cô giao núi đại bằng tộc phiền phức khó chịu, người xưng kim xí tiểu bằng vương, chính là yêu tộc tiểu bối ở bên trong nhất ngang ngược một cái, hết lần này tới lần khác thiên phú kinh người, lần thụ đại bằng tộc mấy vị lão tổ sủng hộ, ai cũng không dám đắc tội hán, muốn lại nói tiếp, tuy chỉ là chút cơ tu. vi nhưng có thể so sánh kim đan khủng bố nhiều hơn. Kim đan khác tu sĩ, hay là tiên cơ tỷ tỷ cái kia đợi dần dần trưởng quyền hành tiểu bối tuấn kiệt, nói như thế nào cũng sẽ có có chút nói lý lẽ, không dám thật sự đánh tiến chúng ta phủ tăng sơn, nhưng cái này tiểu ma vương dám, dù sao sau lưng có mấy vị lão tổ thay hắn chỗ dựa. Đại bằng tộc Phương hành nao nao, lại nhìn không được nở nụ cười lạnh trong nội tâm bắt đầu cân nhắc mà lúc này ô cổ mộc cũng đã lộ không xuất ra khuôn mặt tây cười đến rồi chính mình đường đường kim ô tộc trưởng bị đại bằng tộc tiểu bối như thế khi dễ cái này thể diện quả thực không có chỗ để khuôn mặt liền trang nghiêm trầm giọng nói tiểu bằng vương ta nghi chất nữ tộc của ta chỉ là bị người nọ bắt cóc mà thôi trước đây đã được hắn thả trở lại về phần người nọ tung tích lão phu hoàn toàn không biết gì cả ngươi đừng nói đến ba tiếng chính là tính ra 30 tiếng, ta cũng không có biện pháp sao người cho ngươi, nói sao, chúng ta phủ tăng sơn. Cũng là cổ yêu bát mạch, hẳn là ngươi. Một, cái kia kim xí tiểu bằng vương lười biếng mở miệng, dựng lên một ngón tay, kim ô tộc trưởng giận dữ, quát lạnh nói. Ta muốn tìm các người đại bằng tộc tộc trưởng nói chuyện, chính là như vậy dung túng sao? Hai, kim xí tiểu bằng vương dựng lên ngón tay thứ hai, trong ánh mắt lộ ra hàn khí, căn bản không để kim ô tộc trưởng mà nói để vào mắt. Theo hắn cái này ngón tay thứ hai dựng thẳng lên, dưới trướng yêu bình cũng lập tức cùng nhau hét lớn, thanh thế rung trời, sát khí bức người. Kim ô tộc trưởng sắc mặt trở nên tái nhợt, đã trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên hét lớn một tiếng. Bày trận, một tiếng này gầm lên, hàm phẫn mà phát, âm như chung lớn, lập tức quanh quẩn tại sơn cốc tượng như sấm rền một đám yêu binh phủ tang sơn lệ thuộc vốn đã bị tiểu bằng vương giáng về khí thế độc ác bị hù lạnh run nhưng nghe thấy tộc trưởng như vậy hét lớn một tiếng cũng chỉ nguyên một đám run rẩy nỗ lực nhấc lên binh khí trong tay xếp trận thế chắn phủ tang sơn biên giới bên ngoài cũng vào lúc này phủ tang sơn giữa sơn cốc cũng dần dần có màu đỏ dị quang hiển hiện giống như không nghĩ tới phủ tang sơn vậy mà cũng có ở trước mặt mình bày ra thái độ dũng khí cái kia kim xí tiểu bằng vương nhất thời ha ha cười cười hung ác nham hiểm ánh mắt quét qua dưới núi yêu binh tới đại trận, nói khẽ. Tiểu tổ ta tung hoành yêu địa, theo không người dám cùng ta tạc cánh, các người phủ tăng sơn bực này xa cơ thất thế, ngược lại là lá gan không nhỏ. Ô cổ mộc, ngươi cho rằng tiểu tổ ta không dám đánh phủ tăng sơn hay sao? Hừ, cổ yêu bát mạch, liền thuộc các người phủ tăng sơn nhất bất tranh khí, dứt khoát hôm nay liền một phát xóa tên đi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo, đã muốn đem cái kia một tiếng ba hô ra miệng đến ô cổ mộc sắc mặt dĩ nhiên tái nhợt quanh người hừng hực màu vàng liệt diễm giấy lên tuy thời muốn đánh ra cường hoành yêu pháp phù tăng sơn những trưởng lão khác tới yêu binh cũng đều hết sức một luồng lưng khí đã làm xong chuẩn chuẩn bị hôm nay đã không phải là vấn đề giao không giao ra phương hành mà là cái này kim xí tiểu bằng vương làm việc thật sự liều lĩnh hắn rõ ràng chỉ là một kẻ trúc cơ lại muốn bởi vì thanh khâu sơn một chút chuyện nhỏ làm cho toàn bộ phù tăng sơn ở trước mặt hắn cúi đầu hơn nữa không để cho người vẫn giữ lại làm hà một điểm thương thảo chỗ trống chuyện hôm nay nếu là phù tang sơn cúi đầu cái này tên tuổi cổ yêu bát mạch liền chẳng khác gì là hết rồi việc này trọng đại chính là tiểu bằng vương bên cạnh thân hai vị lão giả cũng có chức lộ phải do dự một người trong đó thấp giọng nói tiểu tổ nghĩ lại phù tang sơn tuy nhiên xuống dốc dù sao cũng là cổ yêu bát mạch tổ tiên gia qua yêu tiên chính là yêu tộc giữa nổi danh nhất gần như đại yêu mạch nếu là hôm nay bị chúng ta xoắn diệt chỉ sợ nhắm chúng chúng yêu nghị luận, chính là mấy vị lão tổ cũng xử lý không tốt. Là bọn hắn tự tìm đường chết, kim xí tiểu bằng vương cười lạnh nói. Nếu là bọn họ chủ động giao gian tế nhân tộc ra, làm sao về phần đạt tới một bước này? Đã bọn hắn không để cho tiểu tổ ta mặt mũi, ta đây liền không nề mặt bọn họ, về phần mấy vị lão tổ chỗ đó, người có thể yên tâm, hừ. Năm đó chúng ta bằng vương một vị tổ tiên đại bằng tà vương, lúc đó chẳng phải tung hoành yêu địa, không người dám gây. Phần này kiêu ngạo, chính là chúng ta đại bằng tộc truyền thừa, ta diệt phủ tang nhất mạch, mặc dù sẽ có người nói, nhưng cũng sẽ có người vỗ tay khen ngợi, sự tình gây không lớn, cái khác lão già âm hãi hãi nhìn thoáng qua phủ tang sơn nhân mã, thấp giọng nói. Phù tang sơn tuy nhiên xuống dốc, hôm nay kim ô tộc trưởng hơn nữa cái kia ba cái trưởng lão, lại cũng không phải dễ dàng tới bối phận, tiểu tổ tông tuy là trúc cơ, nhưng ứng nhưng đối với đưa cho trong đó một tên kim đan, Chúng ta hai người cũng đủ để đối phó hai người khác, chỉ là còn thừa một cái kim đan. Hơn nữa phủ tăng sơn đại trận, nhưng có chút khó giải quyết. Kim xí tiểu bằng vương nghe vậy, lại ha ha nở nụ cười, nói. Việc này dễ dàng, tại khi chúng ta cường công phủ tăng sơn, chỉ cần ban xuống pháp chỉ, những cái kia ẩn tàng ở chung quanh xem náo nhiệt tán tu tự nhiên liền sẽ ra tay tương trợ. Hắc hắc, cái này phủ tăng sơn mặc dù đã xuống dốc, ngược lại cũng không có thiếu chân tàng, bản tiểu tổ là sẽ không nhìn ở trong mắt nhưng đối với những bọn xem náo nhiệt vương bát đàn mà nói lại là đồ tốt hắn bên cạnh thân hai vị lão giả nghe vậy lập tức trầm mặc lại cảm thấy minh bạch bản thân vị này tiểu bằng vương tuy nhiên làm việc tùy ý làm bậy, nhưng cũng không tính là hoàn toàn không hiểu chuyện một sự tình bên trên xem phi thường thấu triệt có thể nói là cuồng sữa mang tinh hiển nhiên dương cung bạc kiếm đại chiến hết sức căng thẳng phù tang sơn người quyết ý huyết chiến lại chợt có một cái mang theo thanh âm nước nở vang lên phụ thân ngươi nghĩ như thế nào muốn vì một nhân tộc gian tế hại chúng ta kim ô nhất tộc diệt tộc hay sao? Người đem hắn giao ra đi thì ra là, làm gì không phải làm đến khó coi như vậy đâu, cái này kim ô nhất tộc sớm muộn gì là của ta, người cũng không thể cho ta hủy rồi. Thanh âm kia truyền đến chỗ, một chỉ đầy mặt thê lương, kim ô vỗ không có lông cánh bay trên không trung, lại không phải ô nhất điển là thì là ai? Im miệng, ô cổ mộc nổi trận lôi đình, hung hăng hướng về ô cổ mộc nhìn sang, ánh mắt gần muốn giết người ô nhất điển vẫn còn có chức sợ phụ thân của mình thấy hán tức giận liền không dám nói nữa nhưng ánh mắt lại rõ ràng vẫn có vài phần không phục ai người người một câu nói kia hủy diệt hy vọng cuối cùng tại ô nhất điển bên người không xa một vị trưởng lão thất ý tới cực thở dài một tiếng đẩy mặt buồn bã ta ta khuyên phụ thân giao ra cái này nhân tộc gian tế là vì muốn tốt cho phủ tăng sơn chúng ta ô nhất điển vẫn còn kêu chỉ là mấy vị trưởng lão khác thậm chí cao thấp yêu binh đã không kiên nhẫn lại cùng hắn nói cái gì đó mà lúc này kim xí sí tiểu bằng phương cũng sắc mặt lạnh lẽo cười to nói vốn tiểu tổ ta cũng có chút bận tâm nếu là công phá phủ tăng sơn tìm không thấy cái này nhân tộc gian tế nên như thế nào hướng lão tổ nói chuyện hiện tại ngược lại là tốt ô cổ mộc con của ngươi cũng đã nói cái này nhân tộc gian tế liền tại phủ tăng sơn bên trong vì còn không đưa hắn ra ra đây là đạo lý gì các người nghe kỹ chuẩn chuẩn bị tấn công núi trong tiếng hét vang để ba ngón tay liền rơi lên chuẩn chuẩn bị rơi xuống bầu không khí lúc này trở nên vô cùng tàn khốc yêu binh đại bằng nhất mạch từng người đấu ý hiên ngang ánh mắt lạnh lão nhìn phù tăng sơn nhất mạch còn yêu binh phù tăng sơn nhất mạch cùng trưởng lão thì sắc mặt khá thâm trầm mang theo sự bi thương bọn họ biết sau khi trải qua cuộc chiến này dù là thắng hay bại phù tăng sơn nhất mạch cũng sẽ hoàn toàn xuống dốc đường đường là một trong cổ yêu nhất mạch được truyền thừa mấy vạn năm, đã từng đi lên kim tiên chủng tộc nhưng hôm nay lại bị một tiểu bối trúc cơ của cổ yêu bát mạch dồn đến tuyệt cảnh, khiến cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Những người bên ngoài đứng xem nghe lệnh, tiểu bằng vương ta ban xuống pháp chỉ, lát nữa tới thời điểm tấn công phủ tang, nếu các người xuất thủ tương trợ, tất cả châu báu có trong phủ tang sơn sẽ chia đều cho các người, sau này có khó khăn gì cũng sẽ được tiểu bằng vương ta giúp đỡ. Lúc này, lão già bên cạnh kim xí tiểu bằng vương cũng truyền thần niệm vào hư không, vô số những yêu tu ẩn nấp ở xa vì e ngại tiểu bằng vương hung dữ mà không dám đến gần thì giờ hai mắt sáng lên nhân lúc trái nhà đi hôi của tuy mạo hiểm chút nhưng có ích lợi lớn làm cho chuyện này càng thêm báo nhật không ai không thích cả đám đều vung tay vung chân chuẩn bị sẵn sàng yêu binh mà kim sĩ tiểu bằng vương mang tới ước chừng trăm người bên người có hai lão bộc cảnh giới kim đan khi thần niệm này phóng ra ngoài trong không trung đã có không ít người phóng khí tức ra khoảng mấy chục người trong đó có hai ba người có khí tức kim đan những khí tức này hơn phân nửa là không có ý tốt với phủ Tăng Sơn, lực lượng hai bên lập tức phần cao thấp. Giờ khắc này, ngay cả trên mặt tộc trưởng cũng lóe lên một sự bi thương, dường như cũng có chút hối hận. Ông không chịu giao bằng hữu nhân tộc của Đại Kim Ô ra là vì muốn giữ lại sự tôn nghiêm của Phù Tăng Sơn. Thời điểm ông làm tộc trưởng, phủ Tăng nhất mạch đã khó mà vãn hồi thanh thế, mang danh tiếng cổ yêu bát mạch nhưng giờ ngay cả thế lực yêu tu phủ phong cũng không sánh được. Càng như thế, ông càng nhớ đến vinh quang của tổ tiên không lúc nào không khát vọng phần kiêu ngạo kia dấy lên trong huyết mạch của ông. Đường đường là người của kim ô tộc, sao có thể giao khách của nhà mình ra chứ? Chỉ tiếc phần kiên trì vì tôn nghiêm của mình lại khiến Phủ Tăng Sơn mất đi một chút tự tôn sau cùng. Nếu thật sự bị một tiểu bối trúc cơ dẫn người tấn công tộc địa, bộ tộc kim ô còn mặt mũi nào mà xưng là cổ yêu bát mạch nữa chứ? Đạo lý này ai cũng có thể hiểu rõ. Sau lưng ông, không chỉ có tam đại trưởng lão, thậm chí còn một số cô bé nhỏ yếu trong tộc như ô Tăng nhi cũng cưỡi mây mà lên đứng sau lưng ông thậm chí một số tiểu kim ô tu vi yếu ớt chỉ có linh động tầng 2 tầng 3 cũng vỗ cánh yếu ớt bay lên như muốn tham gia vào trận chiến cuối cùng trước khi bị tiêu diệt để tỏ lòng tôn kính chỉ có tên con trai tâm não bất thường của ông là không thấy bóng dáng thôi muốn liều mạng với bản tiểu tổ sao các ngươi cũng xứng à san bằng phù tăng sơn cho ta kim ô nhất mạch khí thế yếu ớt lại không có cách nào lấy được chút lòng thương hại của tiểu bằng vương trong tiếng cười lạnh vẫn muốn hạ ba ngón tay xuống chẳng qua vào lúc này bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên khoan đã tuy giọng nói dùng sức không lớn lại khiến cho chúng yêu tú khắp nơi đều nghe được rõ ràng vô số ánh mắt nhìn tới nhìn thấy một góc khác của phủ tăng sơn một nam tử đi ra hai tay chắp sau lưng chân đạp hư không chậm rãi đi tới người này dáng vẻ thon gầy khí tức trên người cũng không quá mạnh mẽ chỉ có tu vi kim đan sơ cảnh mà thôi, nhưng phong thái lại thong dong, trên mặt mang theo nụ cười bại hoại giống như không nhìn thấy yêu tu đầy trời, uể oải đi tới, nhìn chăm chú trên người tiểu bằng vương. Ngươi chính là tên gian tế nhân tộc trộm cắp tiền tình trí bảo của hồ tỷ tỷ, kim xí tiểu bằng vương cũng giật mình, nở nụ cười lạnh, nhìn phương hành như mèo nhìn thấy chuột, tu sĩ nhân tộc nhìn có chút danh mãnh, cười ha ha nói. Đúng thế, ta còn tiểu trên giường nàng ta nữa, câu tự thú này khiến yêu tu khắp trời ngẩn ra chuyện tên tu sĩ nhân tộc này trộm cướp tên linh trí bảo của hồ tiên cơ thanh khâu sơn thì bọn họ biết nhưng còn đi tiểu trên giường người ta thì chưa từng nghe có điều thấy người này nói thản nhiên như vậy chắc chắn là sự thật vẻ mặt chúng yêu lộ vẻ phức tạp quỷ dị không ai biết nói gì người người muốn chết à nghe nói thần nữ trong lòng mình bị khinh thường kim xí tiểu bằng vương tức giận đến đỏ mặt bớt nói nhiều ta đếm đến ba các ngươi đều quỳ xuống gọi ta một tiếng tổ tông, không thì ta sẽ cho các ngươi biết chút lợi hại đấy. Phương Hành cũng không để ý tới y mà từ từ đi qua, khí thế không hiện ra nhưng khẩu khí so với tiểu bằng vương còn ngang ngược hơn. Ngươi, ha ha, tiểu bằng vương ta tung hoành yêu địa, hôm nay cuối cùng cũng gặp được người ngang ngược hơn ta rồi. Kim ô tiểu bằng vương giận quá hóa cười, nhưng sát khí trên mặt càng lúc càng thịnh, hai tay nắm chặt, sau lưng hiển hóa kim xí đương nhiên ta phải ngang ngược hơn ngươi rồi, con mẹ nó, ngươi dựa vào lão tổ tông sau lưng mới ngang ngược, còn ta ngang ngược là vì. Phương hành chậm rãi đi về phía kim xí tiểu bằng vương, giọng nói đột nhiên phát lạnh. Ta trời sinh đã thế. Nói xong câu đó, hắn đưa bàn tay ra, một ngón nhẹ nhàng giơ lên, đồng thời quát to. Bà, quát ra con số này, đột nhiên hắn liền xông ra ngoài, thân hình biến mất tại hư không, lại đột ngột vọt tới trước mặt kim xí tiểu bằng vương. Gần đi trong găng tấc. Chúng yêu xung quanh kinh hãi, chẳng ai ngờ một tu sĩ nhân tộc vừa nói muốn hô ba tiếng, giờ mới chỉ hô một tiếng đã xuất thủ, càng không nghĩ tới hắn lại trực tiếp thi triển na di thuật, hắn sử dụng na di thuật này không phải để chạy trốn, mà để tấn công. Trò cười này cũng dám dùng trước mặt ta sao? Kim xí tiểu bằng vương bị một tu sĩ kim đan bay thẳng đến trước mặt, vậy mà y hoàn toàn không sợ hãi, lớn tiếng hét lên, lúc đó trước người huyễn hóa ra vô số lông vàng. Mỗi một lông vàng như một thanh kiếm sắc, kiếm khí dài đặc, trong chớp ngá như lông nhím bao vây lấy cơ thể. Y có linh lực mạnh, uy thế mạnh, so với Kim Đan bình thường không thua kém bao nhiêu. Cùng lúc đó, hai vị lão bộc không buông lòng cảnh giác, cũng một trái một phải thi triển bí pháp công kích phương hành, trong chốc lát, phương hành bị tầng tầng lớp lớp vây quanh, bảo bối của mấy vị lão tổ cô nhận sơn đương nhiên có chỗ bất phàm, không có khả năng bị người ta dễ dàng nếu lại được. Có điều Phương Hành cũng không tính dựa vào mưu kế mà bắt tiểu bằng vương này, lần này hắn xuất thủ là muốn xóa huấn tên gia hòa hậu bối của mình, còn vừa rồi trực tiếp đến ba vị hắn người phải đợi thêm. Đối mặt với kim sĩ tiểu bằng vương thi triển bí pháp 10 vạn 8 ngàn kiếm, Phương Hành cũng không thèm nhìn, trực tiếp đánh ra một quyền. Chỉ một thoáng hắn vận chuyển sơn pháp, ngưng thủ một nửa quyền ý đại sơn nhất bàn, trên tay hắn như mang theo cự lực nặng mấy trăm ngàn cân, mang theo huyền hoàng thổ ý khó nói nên lời, một quyền đánh ra trực tiếp đánh vỡ tất cả kiếm vũ sắc bén trước người tiểu bằng vương. Ừm. Những hạt nhỏ li ti, mảnh vụn tràn ngập, đều là do kim sắc kiếm vũ bị đánh nát hóa thành. Một quyền này phương hành đánh vỡ kiếm vũ trước người tiểu bằng vương, nhanh chóng hóa quyền đánh thành bắt, lật tay chế trụ cổ của y. Tất cả đều phát sinh trong chớp mắt, thậm chí bí pháp hai tên lão bộc còn chưa đánh tới được trước người phương hành. Đều quỳ xuống cho ta, nếu không ta đánh chết tên khốn kiếp này, sách cổ tiểu bằng vương như sách cổ một con gà phương hành chạy ngược về phía sau trực tiếp dùng hắn nghênh chán bí pháp mà hai lão bộc đang đánh tới hai lão bộc giật nảy mình đồng thời nhanh chóng thu hồi bí pháp gấp gáp thu lại linh lực lại thêm cưỡng ép rút lại lực phản phệ về khiến sắc mặt bọn họ trở nên đỏ ửng như muốn phun ra ngụm máu tươi có điều khuôn mặt bọn họ càng khiếp sợ hơn như hồn phi phách tán nhanh chóng thả tiểu tổ ra dám bất kín với tiểu tổ cô nhận sơn người muốn thần hồn ma diệt hay sao hai người bọn họ giống to vừa run vừa sợ cầm thép vang vọng khắp nơi đối mặt với sự xuất thủ của phương hành phản ứng của bọn họ cũng không chậm phòng thủ cũng nghiêm ngặt hơn nhưng cũng không thay đổi kết cục tiểu bằng vương bị thắng bắt được thật sự phương hành xuất thủ quá mức mạnh mẽ tốc độ cũng quá nhanh thậm chí khiến hai người bọn họ xuất hiện một loại ảo giác dù tu vi của bọn họ là kim đan trung kỳ nhưng nếu phương hành xuất thủ với hai người bọn họ cũng không tránh thoát ta đã nói đến tới ba các người phải quỳ xuống, không quỳ đúng không? phương hành nhất tiểu bằng vương lên lạnh lùng nhìn hai lão bộc nói người ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi lão tổ sẽ chém ngươi thành trăm mảnh kim sĩ tiểu bằng vương bị phương hành nắm cổ khuôn mặt nhẹn thành màu đỏ tía cắn răng gầm thét mất đầy hung quang diệt ngươi phương hành nhìn qua y cười cười nói ta không giết ngươi kỳ thật ngươi là vãn bối của ta nói không chừng nên gọi ta một tiếng tiểu tổ, có điều tiểu tổ ta nhìn ngươi rất không vừa mắt, cho nên, phải giáo huấn ngươi một chút, điều này không thể tránh khỏi, nói xong, trong ánh mắt hoảng sợ của chúng tiêu tu, hắn đột nhiên rơi một bàn tay lên. Bốp! Một tiếng kêu thanh thúy vang lên, mặt tiểu bằng vương xuất hiện dấu năm ngón tay sưng đỏ, cái tát này khiến tiểu bằng vương giật mình, hai lão bộc giật mình, phù tang sơn giật mình, ngay cả yêu tù khắp trời cũng giật mình. Tiểu bảo bối cô nhận sơn, đường đường là kim xí tiểu bằng vương trước mặt mọi người lại bị người ta tát vào mặt sao chuyện này lớn quá lớn quá rồi lớn đến mức không thể tưởng tượng được sĩ diện như mấy lão tổ cô nhận sơn sẽ làm thế nào có điều việc khiến người ta sợ hãi hơn vẫn còn ở phía sau sau khi vào miệng tu sĩ nhân tộc này vẫn không ngừng tay trở tay lại vào một cái tiếp tục đổi tay cứ tiếp tục như thế lặp đi lặp lại mấy lần tiếng bùm bốc vang lên không ngừng như tiếng pháo nổ khiến thế giới của tiểu bằng vương trở nên ồ ám Chúng yêu tu có mặt nhìn thấy liên hoàn và này làm thế giới quan bị đổ nát, từng người lầm bẩm xong rồi, trời sập rồi, mỗi cái tát vang lên đều khiến người của phủ tăng sơn kim ô nhất mạch thở dài, ngay cả tộc trưởng ô cổ mộc cũng run giọng kêu lên. Đừng, đừng đánh nữa. Tuy nhiên, ngay trước tộc nhân của ông, phương hành tát một trận liên hoàn vào mặt tiểu bằng vương khiến tộc nhân của ông cảm thấy vô cùng thoải mái, như được hả giận, nhưng ô cổ mộc cũng sợ hãi vô cùng. Ngay cả ông khi đối mặt với tiểu bằng vương ương ngạnh cũng chỉ có thể bị động phản kích, thậm chí không dám chủ động xuất thủ bắt giữ y lại, thế nhưng tu sĩ nhân tộc này lại khác, dám bắt lấy tiểu bằng vương rồi tát vào mặt y, như vậy không phải tự tìm đường chết cũng là sức họa vào thân. Bản thân Lục Nhi là một người mạnh mẽ mới có tu vi linh động đã dám đột nhập yêu đình, mượn tế đàn lực trốn về hướng Nam Chiêm Bộ Châu, kết quả chưa tới 10 năm liền thoát thai hoán cốt, khi trở về tu vi đã là kim đan, lá gan người bạn này của nó không thể nói lớn hay nhỏ, mà căn bản là điên rồ. Xong rồi, lần này phủ tăng sơn chúng ta thật sự không gánh nổi hắn rồi. Tộc trưởng kim ô tộc ô cổ mộc nhìn phương hành như người đã chết. Ngay cả ông cũng không thể nào đoán được nếu lão điểu cô nhận sơn bao che khuyết điểm kia phát hiện tôn tử mình bị người ta đánh thành dạng này sẽ phản ứng thế nào. Có ngoan không? Đánh đến tê tay, phương hành mới ngừng lại, nhìn thấy đầu tiểu bằng vương to như đầu heo thì trường mắt quát hỏi. Ta, ta cùng ngươi. Ta cùng ngươi kim xí tiểu bằng vương đã choáng váng mắt sưng húp chỉ còn một khe hở nhỏ mũi miệng không rõ người 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 xong người xong bên cạnh một giọng nói run rẩy kêu lên chính là một lão bộc tuyệt vọng nhìn tiểu bằng vương la lớn bỗng nhiên phương hành quay đầu nhìn lại mày nhíu chặt hỏi còn không quỳ nói xong chờ tay tát một cái nữa vào mặt tiểu bằng vương đừng đánh nữa quỳ chúng ta quỳ vù. Lão bầu kia kêu to một tiếng, bỗng nhiên liền quỳ xuống, sau lưng lão, đội nhân mã cô nhận sơn đều đồng loạt quỳ xuống. Phương hành liếc nhìn, có chút hài lòng gật nhẹ đầu, nhưng đột nhiên liếc mắt thấy có một con cóc tinh ngơ ngác nhìn qua bên này, chở bàn tay tát tiểu bằng vương hai cái, quát con cóc tinh kia. Người khác đều quỳ, sao ngươi không quỳ? Cóc tinh này giật mình, lúc này mới phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn về phía gã, ý thức được bản thân vì xem quá phấn khích mà không chú ý đến việc vận khí che trước người đã tiêu tan không cẩn thận lộ ra trước mặt mọi người mặt như đưa đám vội nói không liên quan gì tới ta ta chỉ tới xem náo nhiệt thôi lát nữa phải về nhà nấu cơm phương hành xem náo nhiệt cũng phải quỳ vừa nói vừa vào vào mặt tiểu bằng vương tên khốn kiếp kia người hại tiểu tổ cô nhận sơn phải chịu khổ muốn bị dề tộc phải không một trong hai lão bộc tiểu bằng vương nghiến răng kêu lớn, hủ con cóc tinh thì sợ hãi quỳ bịch xuống. Tu sĩ nhân tộc, nếu ngươi muốn toàn thây rời khỏi nơi này thì tốt nhất là nhanh chóng thả tiểu bằng vương của chúng ta ra, nếu không khi lão tổ cô nhận sơn chạy tới, đừng nói là ngươi, dù là phù tang nhất mạch cũng không được chết tử tế đâu, đến lúc đó chớ trách chúng ta không nhắc nhở người. Lão bộc tiểu bằng vương hung hăng kêu lớn, tay còn đang run rẩy. Có điều, thực tế bọn họ còn chưa thông báo cho mấy vị lão tổ, Chủ yếu vì chuyện lần này quá lớn, bọn họ lo lắng sau khi lão tổ đến người đầu tiên bị trách phạt là hai người bọn họ vì không bảo vệ tốt chủ tử, sau đó một trường đập bọn họ thành cho bụi. Cho nên, lúc này phải tìm cách cứu tiểu bằng vương, cố gắng che giấu việc này. Tốt nhất ngươi mau kêu những lão gia hỏa kia tới đây, phương hành ngang ngược nói, cười lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn tiểu bằng vương, dùng giọng điệu trường bối giáo huấn vãn bối. Huyền tôn tử à, về sau làm người không nên phách lối như vậy người gặp tiểu gia ta ngươi sẽ thấy ngươi thấp kém như thế nào người phách lối như ngươi đụng phải ta là vận khí tốt chúng người tính tình không tốt thì không phải chỉ đánh vào mặt ngươi thế này đâu biết không nói xong hét một tiếng nghe rõ không nghe rõ nghe rõ rồi hai lão bộc nhanh chóng kêu to đồng thời thầm nghĩ còn có ai lợi hại hơn ngươi sao ngược lại tiểu bằng vương vẫn còn cứng rắn mơ hồ kêu không rõ ta, ta muốn giết, ngươi. Muốn giết tổ tông của ngươi sao, thích ăn đòn à? Phương hành trở tay quất một bạt tai tới khiến hai lão bộc quỳ trên mặt đất như bị đánh nát trong lòng. Tiểu tổ, à, ngài nói ít thôi, hảo hán không để ý thiệt thòi trước mắt, một trong hai lão bộc đau khổ khuyên y. Mà phương hành chỉ cười lạnh một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một cuộn vải, bên trong cuộn vải lộ ra một cây xích vũ, dùng thần niệm dò xét một chút, phát hiện xích vũ này không có gì lúc này mới thu lại bấm ngón tay ngự vân ngồi xuống trên vân khí lười biếng như ngồi trên không trung phơi nắng nhìn tiểu bằng vương nói con mụ lẳng lơ thanh khâu sơn kia giật dây người đến bắt ta phải không tiểu bằng vương răng môi lẫn máu dáng vẻ tuấn tú sớm không còn nhưng vẫn vô cùng kiên cường nghiến răng nói người ngươi trộm tiền linh trí bảo của hồ tỷ tỷ dám trộm trên yêu địa tiểu tổ ta ta nhất định phải bắt giữ ngươi bốp. Phương hành tát một phát cho y ngậm miệng lại, liền mắng. Con mẹ nó, khi lão ta biết hắn có một đứa hậu duệ đáng thất vọng như vậy, không biết sẽ thức thành dạng gì để cho một nữ nhân xoay vòng vòng như vậy. Ta nói cho ngươi biết, tiểu gia ta chẳng những trộm bảo bối của nàng ta, tới nước tiểu trên giường nàng ta, còn trộm quần lót của nàng ta đi đấy, ngươi muốn sao, hay ta chia cho ngươi mấy món, tiểu bằng vương nghe hắn vũ nhục nữ thần trong lòng mình, còn mắt thù hận đỏ rực như lửa mà Phương Hành vừa nói vừa lấy ra một cái túi chữ vật, đầu tiên lục lọi một chút rồi lấy ra viên tiên tinh ngắm một chút, lại nhét vào trong túi, rồi lại lấy ra một thanh kiếm màu xanh biếc. Trong đám yêu tu có người nhận ra được đó chính là ngự sử phi kiếm của hồ tiên cơ tu vi trúc cơ, vừa lấy ra hán lại bỏ vào, sau đó lại lấy ra một cây châm phượng, liên tục không ngừng, Phương Hành lấy ra mấy món trí bảo, đều để ra trước mặt chúng yêu, sau đó lại cắt vào trong. Trong lòng chúng yêu xác định, Tên lưu manh nhân tộc này thực sự cướp sạch bảo khố của hồ tiên cơ rồi, muốn bắt người phải có tang vật, lần này người chưa bắt được, tang vật đã lộ ra, nhưng cũng vào lúc này, bỗng nhiên phương hành lấy ra một mảnh vải đỏ rực. Cái yếm Vô số yêu tu đột nhiên hít một hơi khí lạnh, hai mắt sáng lên, nhìn đồ vật trong tay hắn. Ta khinh, con mụ hồ ly làng lơ. phương hành cầm trong tay nhìn một chút, cảm thấy buồn nôn nên ném ra ngoài. Yếm đỏ bay trên không trung một lúc lâu, đột nhiên thu nhỏ lại bay vào sau vân khí, như bị yêu tu nào đó sử dụng yêu pháp thu vào, đồng thời sau đám mây này còn có tiếng cười hô hố dâm tà quái dị. Đây chính là cái yếm của đệ nhất mỹ nhân hồ tiên cơ. Trong lòng yêu tu cũng nhanh chóng nghĩ đến điều này. Ha ha, vật như vậy còn nhiều, ngay cả quần lót của nàng ta ta cũng có, có muốn không? Ánh mắt phương hành lóe lên, cười lạnh liếc nhìn bốn phía, chung quanh đám mây trùng được vắng vẻ không một tiếng động nhưng một lát sau lại có một giọng nói cương quyết vang lên ta muốn sao tiếng trả lời lại có vài tiếng cười cờ vang lên làm cho bầu không khí nơi này trở nên thoải mái hơn bọn yêu quái các ngươi vẫn có chút ý tứ đấy được rồi nếu các ngươi muốn tiểu ra ta liền đấu giá phương hành nghe xong cười ha ha một tiếng đục tìm cả nửa ngày trong túi chữ vật mới lấy ra một chiếc quần lót màu trắng nắm dơ trên không trung một cái quần lót của hồ tiên cơ giá quy định 10 khối linh tinh, có muốn không? Nhanh lên nhanh lên, đây chính là quần lót của hồ tiên cơ, ngoại trừ ta ra còn ai có nữa chứ, bỏ qua cơ hội này sẽ không có lần sau, không ra giá sẽ mất cơ hội. Phương hành dùng cách bán dưa hấu để đấu giá quần lót của hồ tiên cơ khiến người cô nhận sơn, phù tăng sơn đều nhìn đến ngây người. Ngay cả ô tăng nhi cũng nghiến rằng, thầm nghĩ bạn của biểu ca nàng là hạng người không đáng tin, đã gây ra đại họa còn không nghĩ cách trốn đi, Ngược lại ở nơi này bán đấu giá quần lót của tiên cơ tỷ tỷ, hắn định chờ lão tổ cô nhận sơn chạy đến hay sao? Nàng không hiểu hắn lấy quần lót này lúc nào, nàng có thấy đâu. Ta ra hai mươi khối linh tinh, cho ta đi, phương hành hô mấy lần, đột nhiên một đám vân khí bao trùm yêu tu kêu lên, rồi ném ra một đống linh tinh. Phương hành không nghĩ đến lại có người mua, cười ha ha một tiếng, đưa tay túm linh tinh tới xem, rồi mới ném quần lót qua, yêu tu trong mây vội vọt tới chụp lấy một tiếng hít thở trầm thấp vang lên, thì thầm nói. Thơm quá, tiếng cười tràn đầy ý vị khiến đám tán tu vây xem đổi ý, trong lòng rối loạn. Một lúc sau, bỗng nhiên có người kêu lên. Còn nữa không, ba mươi khối linh tinh, cho ta một cái, tiếng này vừa dứt, rất nhanh liền có một người khác lên tiếng. Ta cũng ra ba mươi khối linh tinh, cho ta một cái. Ta ra bốn mươi khối, cho ta một cái còn chưa giặt đi, làm ăn tốt như vậy sao ngay cả phương hành cũng ngẩn ngơ nhìn thoáng qua túi chữ vật lặng lẽ cưỡi mây đến gần ô tang nghi truyền âm nói nhanh lấy quần lót cùng yếm nhỏ của ngươi ra đây đi bây giờ không có biểu ca ngươi cũng được việc đơn giản thế này lại làm ăn quá tốt chỉ cần nuôi một cô nương rồi dùng quần lót của nàng ta bán cũng đủ kiếm lời chẳng qua lúc này kim xí tiểu bằng vương bị hắn nắm trong tay nhìn thấy nữ thần trong trái tim mình bị người ta khinh nhờn đến mức này y lại bị bắt không thể ngăn cản được lửa giận ngút trời muốn hôn mê đến nơi. Đột nhiên lớn giọng la hét, trong tiếng hét kia tràn ngập bi phẫn, đau khổ, uất ức, như dã thú bị thương, như bi kịch anh hùng bình nguyên. Trong lúc nhất thời, giọng nói tức giận lại lấn át tiếng hô của những người khác, làm bọn họ không dám lên tiếng. Tiểu tổ ta đang làm ăn đấy, ngươi tiểu cái con khỉ gì? Bỗng nhiên, một bàn tay phương hành quất tới, cắt ngang tiếng kêu, trong nháy mắt bi kịch biến thành kịch vui, nhưng cũng may, lúc này ở trên trời phía tây bắc cuộn tới một đám mây vàng cùng từng cơn gió dữ dội ồ ạt kéo đến dường như có nhân vật đại năng chạy tới ai dám bắt huyền tôn của ta ngay lúc phương hành đánh tiểu bằng vương thành trò cười chân trời phía tây truyền tới một tiếng giống to đã thấy trên trời cao một chùm kim vân như ánh bình minh lao qua nương theo ánh bình minh này khí tức hùng hồn tiếng giống giận giống như kinh lôi chấn động một phương ầm ầm rung động giống như lúc nào cũng có thể phát nổ a à, Nguyên Anh là Nguyên Anh lão tổ cô nhận sơn tới, nghe thấy một tiếng giống giận này, đám yêu tu có mặt đều như nứt cả tim gan, nhanh chóng tản ra, mà sắc mặt tộc trưởng Kim Ô tộc phủ tăng sơn lại khó coi nhìn về phía phương hành, đồng thời sai người nhanh chóng lấy yêu tiên lệnh ra. Nếu Nguyên Anh lão tổ cô nhận có ý muốn hỏi tụi phủ tăng sơn liền đưa ra yêu tiên lệnh để trong lòng ông ta có e rè, không tới nỗi một trưởng tiêu diệt phủ tăng sơn. Chỉ là tu sĩ nhân tộc này sợ rằng không thể giữ được mình, giờ chỉ còn cái này cũng chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà thôi. Ha ha, ha ha, lão tổ tới, ngươi, ngươi chắc chắn là phải chết, trong lòng tiểu bằng vương đã như cho tàn lại đột nhiên cười điên cuồng, trong mắt đầy sự oán độc nhìn phương hành. Còn phương hành cũng không ngẩng đầu, xoay bàn tay khiến y ngậm miệng lại. Cuối cùng cũng tới, ta sắp chờ không nổi rồi, phương hành nhìn thấy mặt kim vân liền khẽ thở dài, trên mặt lại không lộ chút sợ hãi nào. Ở chân trời Tây Bắc, kim vân càng lúc càng gần uy thế ngập trời chỉ trong mấy hơi đã đột phá tầng tầng vân khí xuất hiện người tới chính là một con đại bằng kim xí dài mấy chục trượng cả người khoác kim vũ sắc như kiếm ánh mắt lợi hại từ trên không trung hạ xuống tựa như hai luồng kiếm khí có thể chém hư không chỉ cần người nhìn thấy liền quỳ xuống cung bái không dám nhìn thẳng ai vậy sao lại gây ra động tính lớn như thế khỉ gió vào lúc đám yêu cúi đầu không dám thở mạnh đột nhiên một tiếng nói vang lên Chúng yêu lại cúi đầu nhìn thấy, thấy bên trong vách núi đỏ thẫm xuất hiện một lão đầu thấp nhỏ chui ra, người không cao tới ba thước, mặt mũi đầy lông giống như vẫn chưa hiểu tình hình, vén lông nhìn xung quanh dò xét. Khỉ thật, lão già chết tiệt sao lại chui ra vào lúc này chứ? Phương Hành có chút không biết nói gì, nhìn về phía dưới. Lão già kia, không có việc của ông, trở về ngủ tiếp đi. Lão già vừa chui ra ngoài này chính là lão thụ tinh, cũng không biết giữ cửa thế nào, vừa rồi tiểu bằng vương gây ra động tĩnh lớn như vậy lão ta lại không nghe thấy, ngược lại lúc này lại bị kinh động, mơ mơ màng màng chui ra từ trong đất. Nhưng phương hành lại lo lắng ông ta sẽ bị liên lụy, tay chân lầm cầm không cẩn thận bị xử lý nên mới muốn ông ta nhanh trở về tiếp tục ngủ. Tên nhóc khốn kiếp, lại là ngươi, tới phủ tăng sơn chúng ta kiếm chuyện sao. Lão thụ tinh thấy phương hành trong không trung thì nhất thời tức giận không chỗ phát tiết, vung gậy kêu lên, phương hành im lặng, lại mắng lão già khốn kiếp, ai dành tới tìm ông gây chuyện, ta đang rất vội, không có thời gian nói lý với ông, lão thụ tinh giận dữ kêu lên. Tên nhóc khốn nạn, sáng mắng ta. Có bản lĩnh ngươi cút xuống đây cho ta, để ta quất ngươi hai gậy, phương hành nói. Nghĩ ta ngốc sao, có bản lĩnh thì lên đây, tiểu ra ta sẽ đá chết ông, lão thụ tinh nhất thời giận dữ nhảy lên, cách mặt đất không tới nửa tấc, thở dài nói. Mẹ kiếp, lớn tuổi rồi không cưỡi mây được. tên nhóc khốn nạn nhà ngươi cút xuống đây cho ta xem lão tổ tông ta có đánh chết ngươi không. phương hành vừa nói bạt tay lên mà tiểu bằng vương nói ông lên đây ta sẽ đánh ông như đánh hắn. người xuống ông lên đại họa trước mắt một già một trẻ người lên kẻ xuống mắng to yêu tu đầy trời đều không còn gì để nói. tu sĩ nhân tộc chính là ngươi dám can đảm vũ nhục người cô nhận sơn ta. Giữa cuộc cãi vã này, đại băng điều đã bay tới hơn 10 dặm. Ánh mắt sắp bén sớm đã nhìn rõ ràng chuyện phát sinh ở bên này, một luồng sát khí khóa chặt phương hành, từ xa lạnh giọng mở miệng, thanh âm tựa như kiếm lạnh. Ai nha, thật là gai gắt, lão tổ tông ta buồn ngủ, phải đi ngủ một giấc. Dường như lúc này lão thụ tinh mới phát hiện nguy hiểm, dám xịt kêu lên một tiếng, chui vào trong đất, phương hành nhất thời cảm giác không biết nói gì, nghĩ thầm lão già này sống lâu như thế cũng không phải không có đạo lý tam tổ tam tổ cứu cháu tam tổ mau giết hắn tiểu bằng vương đã bị phương hành đánh muốn um mê liếc mắt thấy thân hình đại bằng điều liền mừng rỡ như điên kêu lớn im miệng phương hành cảm thấy phiền liền trở tay tát một cái cái tát này đủ mạnh trực tiếp đánh tiểu bằng vương bay lên hơn mấy chục trượng đụng vào trên vách đá dựng đứng lan lộn rơi xuống vô số yêu tu đều sợ ngây người đơn giản không biết nên nói thế nào nhất là nhân mã phủ tang sân càng thêm khó hiểu vì sao đã gặp lão tổ cô nhận sân mà tu sĩ nhân tộc này còn tát bay tiểu bằng vương đây không phải là vứt bùa hộ mệnh sang một bên sao chẳng lẽ hắn muốn đi tìm chết mà phương hành tát bay tiểu bằng vương rồi cũng đứng lên chính diện nghênh đón kim vân cười nói đương nhiên là ta không đợi hắn trả lời đại bằng điều trong không trung thấy hắn đánh bay tiểu bằng vương giọng nói như sấm nổ tốt lắm quả nhiên là ngươi đã lâu chưa gặp được tu sĩ nhân tộc khinh miệt đại bằng ta như vậy nhất là dám ngay trước mặt lão phu như thế can đảm của ngươi làm lão phu có chút bội phục trước khi chết ngươi còn lời gì muốn nói trong tiếng hét vàng ông ta đã lao thẳng xuống dưới móng vuốt sắp bén cách trăm trượng liền muốn giải đát phương hành nhưng phương hành đối mặt với một trò này lại chỉ yên lặng kết một pháp ấn sau đó phía sau đột nhiên xuất hiện hai cái kim xí xoẹt một tiếng mỗi cái kim sĩ đều dài hơn ba trượng chia thành hai bên mở rộng phía sau hắn vào lúc này móng vuốt đại bằng điều đã sắp túm tới ngực phương hành nhưng đột nhiên thấy một đôi kim xí này thì liền kinh hãi, nhanh chóng thu hồi một trảo lại, thân hình nhanh chóng hạ xuống, hóa thành một người trung niên mặc kim bào, thân hình cao lớn đứng trước mặt phương hành, sắc mặt kinh ngạc nhìn phương hành quát lớn. Ngươi là ai? Vì sao lại am hiểu bí pháp của băng tộc ta? Phương hành nhìn ông ta một cái, căn bản không thèm trả lời, lấy xích vũ ra nhẹ nhàng vân vê, sơ lên trên không trung, xích vũ giống như có ý thức của mình bay thẳng về phía người trung niên mặc kim bào kia. Quát Trùy Nhi, sau khi ngươi trở thành nguyên anh có uy thế không nhỏ nhỉ, còn nhớ tới Tam Thúc không? Bên trên xích vũ truyền ra một luồng thần niệm, nhất thời khiến người trung niên kim bào kinh hô một tiếng, thân thể cúi xuống. Nhìn dáng vẻ của ông ta giống như theo bản năng muốn quỳ xuống, nhưng lại có chút do so dự, không trực tiếp quỳ. Thứ không biết trên dưới, quỳ xuống, phương hành bỗng nhiên mở miệng trường mắt quát trung niên mặc kim bào kia. Bịch một tiếng, trung niên kim bào không chút suy nghĩ trực tiếp quỳ xuống ánh mắt ngơ ngẩn nhìn xích vũ thiên địa đều yên lặng cho dù là người cô nhận sơn hay là tộc nhân phủ tăng sơn hay là đám yêu tu đứng một bên xem náo nhiệt thậm chí là người thanh khâu sơn được hồ tiên cơ phái tới bên này giám thị nhất cử nhất động đừng ngây dại có người liên tục vuốt mắt hận không thể móc tròng mắt ra cảm thấy mình đã nhìn nhầm cũng có người dùng lực vỗ đầu giống như xảy ra vấn đề gì đó xích vũ cũng không gây chú ý người bên ngoài hơn mười trượng khó có thể thấy cho nên bọn họ chỉ nhìn thấy kim xí đại bằng điều hung hăng bay tới, vốn muốn ra tay với phương hành, nhưng lúc đi tới lại quỳ xuống trước mặt hắn, gió thu điều hưu cô độc thổi qua, thiên địa vắng vẻ, không ai lên tiếng. Duy chỉ có cây xích vũ kia phát ra luồng thần niệm trao đổi với người trung niên mặc kim bào. Tam tổ, tam tổ giữ lại mạng của hắn, để cho con, để cho con tới tự tay giết hắn. Trong khe núi nơi xa bỗng nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ, kim quang hiện lên, lại là kim sĩ tiểu bằng vương nông lai bay lên y bị phương hành vào miệng không biết bao nhiêu lần bị đánh tới đầu óc không rõ ràng nhưng chỉ là bị ngoại thương lúc này trong lòng đang ẩn chứa hận thù sợ tam tổ trực tiếp giết chết gian tế nhân tộc này làm mình không thể tự tay báo thù nên liền nhanh chóng bay tới phương hành thấy y sông tới thì chỉ cười lạnh cũng không để ý tới chỉ nhìn trung niên mặc kim bảo mắt thấy khi thế kim sĩ tiểu bằng vương như thiểm điện vọt về phía phương hành lại chợt thấy trung niên mặc kim bào nhảy dựng lên một bàn tay vung ra cơn gió cuốn kim xí tiểu bằng vương từ bản tướng thành nhân tướng, thậm chí quất tới khi y quỳ xuống trước người phương hành, phẫn nộ quát. Đồ không biết lễ nghĩa, tới lúc nào rồi lại còn hồ nháo, còn không mau nhanh chóng tới bái kiến tiểu tổ. Bái kiến, tiểu tổ, kim xí tiểu bằng vương ngây dại, y vốn tức giận tới mức sôi sục, lúc này ánh mắt chợt mê mang, đầu óc như sắp hỏng,